Thanh Hoa xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ câu chuyện Gia Cát Lượng nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ý nghĩa đích thực là gì? Vâng, thưa các bạn, Gia Cát Lượng từng nói một câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, từ đó dẫn đến nhiều cách lý giải khác nhau được người đời sau đúc kết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đứng tại cơ điểm tín ngưỡng để xem xét, để tìm ra ý nghĩa đích thực của câu nói này. Túc Tông được thần bảo hộ. Thưa các bạn, khi Đường Huyền Tông còn đang ở Đông Cung, thấy Bình Công Chúa vì đố kỵ nên đã phái người đi quan sát nhất cử nhất động của ông. Bà ra lệnh, chỉ cần phát hiện ông để lộ ra một chút khuyết điểm nào, liền ngay lập tức bẩm báo lên hoàng thượng. Người trong hậu cung và những người bên cạnh Đường Huyền Tông lúc đó đều âm thầm duy trì hai loại thái độ. Vì ngại thế lực lớn mạnh của Thái Bình công chúa nên sau này tất cả mọi người đều chuyển rời sang phía của bà, khiến cho tình thế bên phía Đường Huyền Tông trở nên bất lợi. Lúc ấy, Nguyên Khiến hoàng hậu đang mang thai, Huyền Tông vì sợ Thái Bình công chúa gây khó dễ nên tính toán khuyên nhủ hoàng hậu uống thuốc phá thai. Một hôm, có người tên là Trương Thuyết dựa vào thân phận thị tộc quan tới cung thái tử diện kiến. Huyền Tông không chút hoang mang đem dự định này của mình nói cho ông biết. Trương Thuyết nghe xong, tỏ ra đồng thuận với quyết định của Huyền Tông. Mấy ngày sau, Trương Thuyết lại đi vào trong cung hầu hạ Huyền Tông. Ông lén lút mang theo 3 thang thuốc phá thai giấu ở trong ngực, rồi đem dâng lên cho Huyền Tông. Huyền Tông được thuốc rất cao hứng, liền hạ lệnh đuổi hết những người bên cạnh ra ngoài, sau đó tự mình nhóm lửa sắc thuốc trong điện. Thuốc còn chưa sắc xong, ông cảm thấy có chút mệt mỏi, bèn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Bỗng nhiên, tựa như có thần mã cảm ứng, ông ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một vị thần tiên cao hơn một trượng, bên cạnh còn có một con ngựa trang bị chỉnh tề. Vị thần tiên này mặc giáp vàng, tay cầm trường giáo, đi 3 vòng quanh nồi thuốc, rồi sau đó đem toàn bộ thuốc đang nấu trong nồi, đổ bỏ đi. Huyền Tông thấy thế, vội vàng bật mình dậy quan sát. Quả nhiên, thuốc ở trong nồi một chút cũng chẳng còn. Lấy làm lạ, ông bèn một lần nữa nhóm lửa, một lần nữa bỏ một thang thuốc vào trong nồi nấu. Sau đó, tự mình nằm lên giường nghỉ ngơi. Một lát sau thức dậy, ông đi tới chỗ nồi thuốc đang nấu kiểm tra, thì phát hiện vị thần kia lại giống như lần trước, đem toàn bộ thuốc ở trong nồi ra ngoài, đổ đi. Cứ như thế, Huyền Tông nhóm lò sắc thuốc tổng cộng 3 lần. Cả 3 lần đều bị vị thần tiên nọ đổ đi. Cuối cùng, ông đành phải từ bỏ, không tiếp tục sắc thuốc nữa. Ngày hôm sau, Trương Thuyết lại tới. Huyền Tông đem chuyện này kể lại cho Trương Thuyết. Vừa nghe xong, Trương Thuyết liền bước xuống khỏi bậc thềm, rất nghiêm túc hướng về Huyền Tông cúi đầu bái lạy, cũng chúc mừng rằng đây là ý của trời, thai nhi này không thể bị phá bỏ. Sau đó, Nguyên Khiến hoàng hậu muốn ăn đồ chua, Huyền Tông lại đem việc này nói với Trương Thuyết. Vậy là Trương Thuyết bèn nhân cơ hội tới giảng bài cho Huyền Tông. Vì thế, đến năm khai nguyên, ân đức của Trương Thuyết đối với hoàng gia phải nói là không ai có thể sánh được. Bởi vậy, con trai của Huyền Tông là Túc Tông và con trai của Trương Thuyết là Trương Quân và Trương Tịnh, rất thân thiết gần gũi với nhau, giống như huynh đệ trong nhà vậy. Đây là cốt truyện được dẫn từ Liễu Thị Sử. Ý nghĩa chân chính của câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Gia Cát Lượng không phải là một người bình thường. Ông biết được một số điều mà người bình thường không ai biết đến. Khi ông nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhiều người cho rằng câu ấy có nghĩa là con người nên cố gắng nỗ lực làm việc. Cuối cùng, nếu không thành công thì đó là do ý trời. Như vậy, con người cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc, bởi vì họ đã cố gắng phấn đấu rồi. Kỳ thực, lý giải như vậy không hoàn toàn chính xác. Điều mà Gia Cát Lượng thực sự muốn nói cho người đời biết chính là
Thành bại của một sự việc phụ thuộc vào trời cao. Như vậy, nếu muốn thành công thì ắt phải làm việc thuận theo thiên ý, cũng chính là phải hành sự thuận theo ý trời thì mới có thể đạt được điều mình mong đợi. Từ kết quả mà tìm ra nguyên nhân, đây mới là tốt nhất. Lại nói đến câu chuyện Túc Tông được kể ở phần trên, nhờ có thần bảo hộ, Túc Tông trong suốt thời thơ ấu luôn được trông nom cẩn thận, không ai có thể làm hại. Cũng may Huyền Tông kịp thời tỉnh ngộ, không gây nên đại họa. Ngay cả Huyền Tông cũng không thương tổn được Túc Tông, vậy thì Thái Bình công chúa dù muốn sát hại Túc Tông, tất nhiên cũng sẽ thất bại. Trung Quốc ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc làm nhiều việc trái với lương tâm, phản lại thiên ý nên nhất định sẽ chịu nhận sự trừng phạt của trời cao. Cuộc bức hại Pháp Luân Công mà Đảng Cộng sản Trung Quốc dồn toàn lực quốc gia để thực hiện cũng sẽ thất bại. Ngoài ra, những người đi theo đồng hành cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc tất cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Làm trái ý trời, bức hại người tu luyện là tội lớn. Thế nhân sao còn chưa tỉnh ngộ? Vâng, thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.